robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong chuyên mục review từ game mới. Ngày hôm nay mình sẽ review bạn một con game mà như người nói từ game này hay hơn con game thủ thành kia, Toilet Tower Defense. Đây là giao diện của game ha, nó cũng sẽ hơi khác với một số tựa game thủ thành thông thường. Tức là ban đầu các bạn sẽ join vào một cái server, một cái lobby, một cái sảnh chờ ấy. Còn đây chỉ là một cái màn hình mà thôi, bao gồm server nè, tower nè, shop để mua tiền nè, leaderboard bài xếp hạng, rồi có nhiệm vụ luôn, rất là basic, rất là cơ bản. Tựa game này có tên là Skippy Defense. Và các bạn nói là tựa game này hơn cái tựa game Toilet Tower Defense về mọi mặt. Thật ra cá nhân mình qua nói rồi, cái tựa game kia nổi tiếng là cho trend, số lượng người chơi đông là cho trend, chứ về cấu hình đồ họa game cũng như là cân bằng game vẫn chưa tốt. Rồi hãy cùng khám phá tựa game này xem nó có giải quyết được vấn đề hay không nha. Coi sơ về tower đi. Ok, mình thấy nhân vật khá là HD, full HD. Wow, quay 360 độ luôn, ghê vậy. Các bạn thấy áo quần của nó rất là HD, rõ ràng ấy, chi tiết. Cái điểm thứ hai, tựa game này không pay to win. À không phải, tựa game này không gacha. Tại vì sao? Những con unit, những con tower đi, phải dùng tiền để mua bằng cách nào đó. Cày cuốc nè, dùng robot để mua credit, tức là tiền. Tích lũy đủ tiền để mua được những con tower. Phân loại rõ ràng ha, đây là chủng loại camera, đây là speaker, đây là TV. Mua mấy con tower giống kiểu từ game Tower Defense Simulator ấy. Chỉ cần bạn cày cuốc là có tất cả, chứ không phải là hên xui. Mới đầu tiên vô thì mình chỉ chơi được chapter 1 thôi ha. Mass Tower, cho dù bạn chơi nhiều người thì mỗi người chơi tối đa 50 con tower và sẽ có 15 quay. Khởi đầu tiên mình sẽ có là 500. Điểm thứ ba, game này có nhiều code và cách nhập code khá là khác. Đó là các bạn sẽ bash, copy bash những cái này trên khung chat. Mới chơi mà, mình có không tiền, không win và không lose. Bấm đây, enter, bash. Đúng vậy, copy bash thôi. 250 tiền, khá là tiền. Để mình copy hết luôn nha mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Mình nghĩ là hết rồi ha. Với lại ở đây những người mà có premium của Roblox sẽ được một cái daily rank miễn phí mỗi ngày. Với lại 10 credit, thêm 10 tiền mỗi phút. Game bá là như vậy ha. Sau khi nhập code xong mình có 2.000 tiền. Với lại gì đây? Với lại 8 cái case. Case sẽ có hai loại, một loại cho tiền, một loại sẽ cho boost. Tiền cũng là random nè, hợp lý vậy. 2.728 tiền, tiền tiếp đi. 327 tiền, cùi bắp luôn. Cái gì vậy? Vô game rồi. No. Hồi nãy mình mở cái chế độ bật tiền để cho người khác join vào á. Chắc là full người. Cái thiệt sự, chưa kịp làm gì hết, chưa kịp mua những con tower mới nữa. Rồi ở đây chúng ta phải chờ, mới có 3-5 người sẵn sàng thôi, phải chờ thêm 2 người. Rồi điểm tiếp theo về đồ họa game, hợp lý nha. Khói lửa y sa đùng nha. Nó khá là chi tiết đó mọi người. Nói, xe cảnh sát nè, mình sẽ vào quảng cáo quan xíu. Do chưa có gì hết, nên mình chỉ có một con cơ bản thôi. Camera, con quái cũng được đầu tư nè. Đây là giao diện của một con tower. Chỉ số thay đổi nè, đam từ 457, upgrade 200 tiền, nâng cấp. Rồi 500 tiền, nâng cấp, hơn chưa đủ tiền. Nó sẽ gồm có dam, attack cooldown tức là tốc bắn và rank. Mấy game thủ thành game nào cũng sẽ có thôi, chỉ số cơ bản. Nâng cấp, 500 tiền, lên cấp 3. Con này sẽ có 5 cấp độ ha, từ 1 sao tới 5 sao. Lên cấp 3 là 3 sao nè. Màu cũng sẽ thay đổi luôn. Cancel là nút ít đúng không? Ok, khoan đi. Tập trung nâng cấp một con đi. 900 tiền, lên cấp 4. Cái màu xanh nó đậm hơn nè. 2050 tiền, nâng cấp lên cấp độ 5. Màu xanh dương, quả đẹp. Maximum một con. Và chỉ số bổ sung thêm một cái resistance, chống chịu. Cái này mình nghĩ chống chịu là kiểu như bị choáng nè, bị làm chậm này kia. Nếu bạn nào chơi mấy tựa game thủ thành như Tower Defense sẽ biết resistance là chống chịu ấy. Rồi hidden detection, tức là đánh những con bị ẩn đi, như là con ma, con đồ. Những con bình thường không đánh được thì phải có tuyệt chiêu hidden detection mới phát hiện và đánh được. Air detection luôn, ghê vậy. Như vậy là trong tựa game này có những con bay á mọi người. Phải kích hoạt chức năng là air detection, đặt tiếp con thứ hai ra. Ở đây mình có auto skip nè, góc trái trên. Nâng cấp, nâng cấp. Đây là quay thứ 10. Warning, air toilet are coming. Tức là cái quay tiếp theo nó sẽ có những con bay. Và cái con tower các bạn phải có chức năng là phát hiện air. 2050 nè, được hai con ha. Hôm nay mình định ra video về cái tựa game Toilet Tower Defense. Tại vì trên trang robotviet.vn của bạn có dịch vụ á. Nhưng đột nhiên đọc comment của bạn này với một số bạn khác, cho nên vô chơi thử. Và mình thấy cũng đúng, nó vẫn theo trend của SkiBD, nhưng được đầu tư chỉnh chu hơn. Và hơn hết là không có pay to win. À không, không có gacha các bạn. Tiếp luôn, 200 tiền, 500 tiền, 900, 2050. Đây là quay thứ 13, còn hai quay nữa sẽ kết thúc. Mà cho mỗi người tới 50 con tower khá là nhiều á. À, coi được của người khác luôn, ngon vậy. Con này tên là Lost Camera, đam cao nè, 225, cooldown 2 giây. Con mình là đam 100, cooldown 0.9 giây. Đây, resistance này là 1, tức là khả năng chống chịu sẽ yếu hơn. Đây là cấp 5 rồi, và nó không có air detection, nó sẽ không có hidden detection. Hạn chế nhiều thứ, được cái đam thôi. Riot Toilet, ghê đấy, 1250 máu. Quay 16, khoan, từ từ. Quay 16 á, còn nữa sao? Không lẽ chơi nhiều người? Ok, không sao,
cứ đặt tiếp ra và nâng cấp cho nó. Cá nhân mình thì cũng thích chơi mấy tựa game thủ thành, nhưng mà thường thường á, chơi mấy tựa game này bị lâu, với lại view không có cao mọi người, nên là biến chơi. Chứ chơi mấy tựa game này phải cần trí óc khá là nhiều ha. Phải suy nghĩ tính toán nè, sắp xếp chiến thuật nè, con gì đây, ghê quá vậy. Strider Toilet, rồi có mấy con bay bay nữa. Review thêm đây là con tên là Speaker. Đây là một con cái đam khá là cùi bắp, cấp 4/5 rồi. Đam chỉ có 0.5 thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm hai chỉ số Knockback, gọi là phản đam ấy, với lại Mad Knock. Rồi bạn này vừa nâng cấp lên cấp độ 5, nó sẽ ra thêm Air Detection, tấn công những con bay. Đam bên 5 nè, bắn được Hidden Detection luôn, góc tấn công nữa, sao nhiều chỉ số vậy. Và rank khá là cao, wow, rank 40 luôn. Cũng hay đấy, tính toán nhiều chỉ số các bạn. Đây là wave thứ 19, nâng cấp. Đó, tôi nói mà bị choáng nè, trên đầu nó bị sao nè. Thì mấy cái này nó phải có chiêu resistance, chống chịu. Chắc là 20 wave, đây nè, cái wave 19 nè, cái thanh chạy gần hết rồi. Mình đoán là 20 wave sẽ kết thúc, tiện quá trời luôn. Do mình chưa có con tower xịn, chưa gì hết bắt đầu trận đấu. Kiểu này easy win rồi, map còn 3 người thôi. Phía bên này chúng ta có một con tên là Camera Strider. Con này đam cũng ok, và tốc bắn cực kỳ nhanh nha, 0-25 giây. Rank cũng rộng, và nó sẽ có thêm một cái Explosion Rank, phạm vi nổ, nhiều con thú vị quá ha. Cái texture đồ họa cũng đẹp nữa. Đây là con boss, phải không? 60 mấy ngàn máu, cộng thêm 15.000 tiền, quá trời luôn. À, nó chỉ là con boss của wave 19 thôi. Và đây chính là wave cuối cùng, wave 20. 25 phút đã trôi qua rồi mọi người, không biết một trận cho mình bao nhiêu tiền nữa. Trong khi giờ thì chúng ta sẽ coi sơ về game boss đi nè. Ở đây mình thắc mắc về cái VIP với lại cái 3X nè. Ồ, VIP nó sẽ cho chúng ta cái tag, thay đổi tên của bạc ti, thêm một daily rank everyday, nhận thêm 5 extra credit, tức là tiền á, mỗi 1 phút ở cái lobby. Khi mua xong sẽ có setting á. Và đây, 199 robot nhân 3 speed, nó cho phép chúng ta tăng tốc độ trận đấu lên gấp 3 lần. Đúng thì các bạn, chơi lâu quá trời. Và lưu ý, nó chỉ hoạt động trong khi mà bạn chơi solo, hoặc là co-op server thôi. Chưa xong nữa, con gì bự quá đây. Chúng ta có một cái toilet hai đầu. Ồ, hình như cái knockback không phải là phản đòn các bạn, nó kiểu đẩy lùi á. Mình thấy con này bị đi lùi. Con này tuy là con basic, mới đầu tiên vô nó sẽ có, nhưng cũng khá là ok ha. Ở đây rồi, boss đây rồi. 40.000 máu, easy. Đi view boss hả? Chết luôn. Nó cho chúng ta là 1.400 tiền. Thời gian chơi là 22 phút. Giờ mình tính luôn thời gian quay là khoảng tầm 30 á ha. Ok, return to my menu. Tiền không nhiều, khoảng tầm 1.000 tiền một trận thôi. Vô cái shop coi. Helicopter Speaker, rank cao, giá cao. AOE là phạm vi tấn công nè. Knockback gọi là phản đòn. Speaker Titan, đam cao, giá cũng cao, rank cũng cao, phạm vi tấn công vừa phải, 45.000 tiền. Có fire power nữa, chắc là thiêu đốt. Và có slow down power luôn, làm chậm mục tiêu. Mua gì có break luôn hả? Từ wow, tức là mỗi con tower các bạn sẽ nâng cấp chỉ số của nó bằng tiền. Rồi về đam nè, về cooldown nè, về stun nè, phải có một con bơm tiền chứ nhỉ. Đây rồi, dancing camera, đây là farm tower nhá, một con bơm tiền đấy, phải có. 3.500, ok. Còn 855, nâng cấp, upgrade cost, farm income, cho số tiền mỗi quay của mình nó nhiều hơn. Một người như trang bị được 5 con tower. Ok, vừa rồi là review về tựa game mới. Được nhiều người bình luận là hay hơn tựa game Toilet Tower Defense, Skippy Defense. Link game mình để bên dưới nha. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.